Trong bối cảnh áp lực lạm phát lớn nửa cuối năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý. Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới để có điều hành phù hợp. Giao Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có đánh giá kỹ về tình hình giá thịt heo thời gian qua tăng vọt để có phương án điều hòa cung cầu mặt hàng này. Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương được yêu cầu rà soát kê khai giá vận tải của doanh nghiệp nhằm đánh giá việc điều chỉnh giá vừa qua có phù hợp với các yếu tố đầu vào, nhất là chi phí xăng dầu trong hình thành giá hay không. Trường hợp có thể, doanh nghiệp sẽ được yêu cầu giảm giá kịp thời.